Sáng nay, Sở Văn hóa Thể thao Hà Nội phối hợp với khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch trưng bày triển lãm ảnh, sách nói về thân thế, sự nghiệp của Người và những tình cảm đặc biệt của Bác dành cho Đảng bộ và nhân dân thủ đô. Với hơn 150 hình ảnh tư liệu quý, triển lãm tập trung giới thiệu hai nội dung chính gồm Chủ tịch Hồ Chí Minh với thủ đô Hà Nội và di tích lưu niệm và tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh ở Việt Nam và trên thế giới. Nội dung trưng bày những tư liệu quý của Chủ tịch Hồ Chí Minh với Hà Nội là những bức ảnh được chụp trong những chuyến công tác của Bác tới các huyện, các xã ngoại thành của Hà Nội hay tới những lớp học bổ túc văn hóa, thăm các mô hình sản xuất nổi bật của Hà Nội. Đặc biệt, nhiều chuyến thăm tới Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thủ đô cho tới những cuộc gặp với các cụ bố lão. Từ Tết Ất Mùi năm 1955 trở đi, gần như năm nào Người cũng đi chúc Tết Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Hà Nội. Hàng tháng, ít nhất một lần, Chủ tịch Hồ Chí Minh dành thời gian nghe các đồng chí lãnh đạo của Hà Nội báo cáo tình hình và thường xuyên đi thăm các xí nghiệp, trường học, bệnh viện, xóm làng ngoại thành. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đi xa, song tấm lòng, tình cảm, lời dặn dò tâm huyết và những chỉ dẫn của Người đã trở thành nguồn sức mạnh tinh thần to lớn đối với Đảng bộ và nhân dân thủ đô trong công cuộc xây dựng, bảo vệ thủ đô trong kháng chiến, vừa xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc, vừa tiến hành cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, đấu tranh giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Những tư liệu quý, những lời căn dặn của Bác vẫn còn nguyên giá trị cho đến ngày nay. Đó cũng là ánh sáng soi đường, cổ vũ, động viên cán bộ và nhân dân thủ đô tiếp tục công cuộc xây dựng một Hà Nội xứng đáng là trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa của đất nước Việt Nam, đổi mới và hội nhập, luôn là niềm tin yêu, hy vọng của nhân dân cả nước. Triển lãm được tổ chức trong suốt dịp kỷ niệm mùng 10 tháng 10 tại Tràng Tiền, Hà Nội. Cục Mỹ thuật Nhiếp ảnh và Triển lãm, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch phối hợp với Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam đã tổ chức trao giải thưởng cuộc thi và triển lãm ảnh nghệ thuật Việt Nam năm 2022. 29 tác phẩm xuất sắc được trao giải và hàng trăm tác phẩm tiêu biểu đang được trưng bày tại triển lãm. Cuộc thi ảnh nghệ thuật Việt Nam là sự kiện quan trọng của giới nhiếp ảnh cả nước, tập hợp lực lượng sáng tác trong cả nước, tổng kết và đánh giá các thành quả lao động sáng tạo nghệ thuật của nhiếp ảnh Việt Nam, giới thiệu đến công chúng trong nước và quốc tế các tác phẩm nhiếp ảnh nghệ thuật xuất sắc của các nghệ sĩ nhiếp ảnh Việt Nam. Sau hơn 3 tháng phát động, ban tổ chức đã nhận được 16.395 tác phẩm của 1.502 tác giả từ 63 tỉnh thành phố trong cả nước gửi về tham dự. Hội đồng nghệ thuật do Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch thành lập đã chọn ra 29 tác phẩm xuất sắc nhất để trao giải thưởng, gồm 26 giải thưởng thể loại ảnh hiện thực và 3 giải thưởng thể loại ảnh ý tưởng. Huy chương vàng duy nhất của cuộc thi được trao cho bộ ảnh Cầu Thủ Thiêm Điểm Nhấn Mới của tác giả Lê Quang Thiện ở Đà Nẵng. Ban tổ chức cũng trao 4 huy chương bạc, 8 huy chương đồng và 16 giải khuyến khích cho các tác phẩm xuất sắc. Hội đồng nghệ thuật đã chọn ra 250 tác phẩm, trong đó có 232 tác phẩm thể loại ảnh hiện thực và 18 tác phẩm thể loại ảnh ý tưởng để trưng bày tại triển lãm. Triển lãm ảnh nghệ thuật Việt Nam 2022 được tổ chức tại nhà triển lãm số 2 Hoa Lư, thành phố Hà Nội đến hết ngày 16 tháng 10, sau đó sẽ được trưng bày tiếp tại thành phố Hồ Chí Minh. Mới đây tại Hà Nội đã diễn ra show diễn thời trang Thiên đường giấc mơ 3. Một lần nữa, khán giả hâm mộ thời trang được chiêm ngưỡng những phần trình diễn đặc sắc đến từ những người đẹp, các hoa hậu, á hậu và các siêu mẫu nhí. Quy tụ những cái tên đình đám trong làng thời trang như siêu mẫu Võ Hoàng Yến, Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022 Nguyễn Thị Ngọc Châu cùng nhiều người mẫu nhí tài năng. Đêm diễn Thiên đường giấc mơ 3 để lại nhiều ấn tượng tốt đẹp với công chúng yêu thời trang, đặc biệt là các thiết kế pha trộn nét cổ điển lẫn sang trọng của nhà thiết kế Châu Loan. Sải bước trên sàn catwalk cùng những người mẫu nổi tiếng của Việt Nam cũng là cơ hội tuyệt vời để các mẫu nhí học tập và nuôi dưỡng giấc mơ. Bên cạnh những màn trình diễn nghệ thuật đặc sắc, ban tổ chức cũng hướng về các em nhỏ vùng cao có hoàn cảnh khó khăn bằng hoạt động gây quỹ từ thiện từ doanh thu của Thiên đường giấc mơ 3. Đúng với ý nghĩa ban đầu mà chương trình đã đề ra khi thực hiện show diễn. Chuyển sang những thông tin đáng chú ý khác. Thưa quý vị, thời gian qua, số ca bệnh và số ổ dịch sốt xuất huyết trên địa bàn tỉnh liên tục tăng nhanh. Trong đó có một số ổ dịch diễn biến phức tạp. Hiện tỉnh Ninh Bình tích cực triển khai các biện pháp phòng chống để dịch không bùng phát ra diện rộng. Tại tỉnh Ninh Bình, dịch sốt xuất huyết xuất hiện từ đầu tháng 6 cho đến nay với 45 ổ dịch và trên 168 ca bệnh được ghi nhận điều trị tại cơ sở y tế. Số ổ dịch đã tăng lên nhanh chóng trong tháng 9 với 103 trường hợp, hầu hết ở các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh đều ghi nhận ổ dịch.
số xã ghi nhận các trường hợp mắc sốt xuất huyết đã tăng lên 61 xã. Trước diễn biến phức tạp của dịch sốt xuất huyết, ngành y tế tỉnh Ninh Bình cung cấp 5.000 tờ rơi cho các huyện, thành phố phục vụ công tác truyền thông, cung cấp 50 lít hóa chất diệt muỗi, 15 kg hóa chất diệt bọ gậy cho các huyện, thành phố để xử lý các ổ dịch sốt xuất huyết. Tối mùng 7 tháng 10, Liên Bộ Công Thương Tài chính đã thống nhất sẽ điều chỉnh tăng mức chi phí vận chuyển xăng dầu từ nhà máy về cảng và mức premium trong nước, các chi phí trong kinh doanh xăng dầu trong giá cơ sở mặt hàng xăng dầu vào kỳ điều hành giá xăng dầu ngày 11 tháng 10 tới. Việc tăng chi phí vận chuyển này nhằm đảm bảo phản ánh đúng mức chi phí phát sinh thực tế của doanh nghiệp, giúp các doanh nghiệp tăng mức chiết khấu trong hệ thống phân phối xăng dầu, giảm thiểu mức tác động vào giá xăng dầu và việc kiểm soát lạm phát của chính phủ. Bộ Tài chính cũng đề nghị Bộ Công Thương có phương án điều hành giá xăng dầu trong nước phù hợp, xem xét giảm mức trích lập và kết hợp sử dụng quỹ bình ổn giá xăng dầu để việc tăng chi phí định mức này không tác động làm tăng giá cơ sở tại kỳ điều hành. Theo ghi nhận của phóng viên, vào ngày hôm qua 7 tháng 10, trên địa bàn huyện Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp, nhiều cửa hàng bán lẻ xăng dầu đã đóng cửa, tạm ngừng hoạt động hoặc hoạt động cầm chừng, treo biển hết xăng và chỉ còn bán dầu. Theo một số chủ cửa hàng, nguyên nhân là do mức chiết khấu thấp, kinh doanh thua lỗ nên phải tạm ngừng hoạt động. Đại diện một số cửa hàng bán lẻ xăng dầu cho biết, họ hợp tác với doanh nghiệp đầu mối xăng dầu theo hình thức thanh toán ngay khi giao nhận hàng. Nhiều tháng qua, mức chiết khấu hoa hồng bán lẻ thường xuyên ở mức từ 0 đến 100 đồng một lít. Trong khi đó, mỗi lít xăng dầu mà cửa hàng bán ra có chi phí thuê lao động, điện, nước là 400 đồng. Kinh doanh thua lỗ còn phải trả lãi suất ngân hàng, nên giai đoạn này việc kinh doanh gặp rất nhiều khó khăn. Toàn tỉnh Đồng Tháp có trên 500 trạm và cửa hàng bán lẻ xăng dầu. Hiện đã có hơn 20 cửa hàng xin ngừng hoạt động. Lãnh đạo Sở Công Thương tỉnh Đồng Tháp cho biết đã báo cáo với Ủy ban nhân dân tỉnh để kiến nghị Bộ Công Thương và Bộ Tài chính hỗ trợ cho doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu trong tình hình hiện nay. Thưa quý vị và các bạn, thời gian qua, Công an tỉnh Đắk Lắk đã đẩy mạnh công tác kiểm tra, xử lý nhằm đảm bảo an toàn phòng chống cháy nổ tại các điểm kinh doanh dịch vụ karaoke, bar, vũ trường. Qua kiểm tra, Công an đã phát hiện lập biên bản xử phạt 68 cơ sở vi phạm, đặc biệt đã đình chỉ hoạt động một cơ sở. Gần một tháng qua, 15 đội chuyên ngành của Công an các huyện, thị xã, thành phố của tỉnh Đắk Lắk đã đồng loạt ra quân kiểm tra công tác đảm bảo an toàn phòng chống cháy nổ tại các điểm kinh doanh karaoke, quán bar và vũ trường trên địa bàn. Các hạng mục kiểm tra bao gồm giấy phép kinh doanh, về lắp đặt các thiết bị phòng cháy chữa cháy, hệ thống điện, lối thoát hiểm. Tại thành phố Buôn Ma Thuột, đội công tác đã kiểm tra, phát hiện quán karaoke Friend có những vi phạm cần phải khắc phục ngay. Qua đợt kiểm tra vừa rồi thì bên công an phòng cháy cháy cũng có chỉ ra một vài thiếu sót, đó là về bảng hướng dẫn lối thoát nạn của quán thì cũng chưa đạt chuẩn, vào vấn đề mà dây điện của tất cả các tầng. Sau khi mà được sự nhắc nhở của công an phòng cháy cháy thì quán chúng tôi sẽ khắc phục những cái vấn đề thiếu sót, qua đó để đảm bảo cho tính mạng của toàn bộ cán bộ nhân viên cũng như là toàn bộ hành khách đến tham gia dịch vụ giải trí. Toàn tỉnh Đắk Lắk hiện có trên 200 cơ sở kinh doanh karaoke và 5 quán bar, vũ trường thuộc diện quản lý nhà nước về phòng cháy chữa cháy. Trong đợt kiểm tra này, lực lượng công an đã phát hiện 68 cơ sở vi phạm, ra quyết định xử phạt tổng số tiền trên 200 triệu đồng, tạm đình chỉ hoạt động một cơ sở. Đồng thời, yêu cầu chủ các cơ sở kinh doanh loại hình này khẩn trương khắc phục ngay các vi phạm. Qua công tác kiểm tra an toàn về phòng cháy cháy đối với các cơ sở kinh doanh karaoke, quán bar, vũ trường thì chúng tôi nhận thấy còn nhiều cơ sở chưa thực hiện đúng và đầy đủ các quy định an toàn về phòng cháy cháy. Ví dụ như về hệ thống điện, lối thoát nạn, các trang thiết bị phương tiện phòng cháy cháy tại cơ sở chưa đảm bảo yêu cầu về phòng cháy chữa cháy. Qua công tác kiểm tra thì lực lượng cảnh sát phòng cháy cháy và cứu nạn cứu hộ công an tỉnh Đắk Lắk cũng đã phát hiện và xử lý 68 trường hợp với tổng số tiền là 205,1 triệu đồng và chúng tôi cũng đã ra quyết định tạm đình chỉ đối với một trường hợp vi phạm nghiêm trọng quy định về an toàn phòng cháy cháy. Cùng với công tác kiểm tra, dịp này, Công an tỉnh Đắk Lắk cũng tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ tại chỗ cho chủ cơ sở, nhân viên phục vụ tại các điểm kinh doanh dịch vụ karaoke, quán bar, vũ trường để phòng ngừa, giảm thiểu thiệt hại nếu sự cố hỏa hoạn có thể xảy ra. Tiếp theo chương trình là những thông tin quốc tế đáng chú ý. Mỹ vừa công bố các hạn chế mới đối với xuất khẩu chip bán dẫn và các thiết bị sản xuất chip sang Trung Quốc, động thái nhằm ngăn Trung Quốc sử dụng công nghệ Mỹ để gia tăng sức mạnh quân sự của mình.
Theo các quy định mới, các công ty sản xuất chip của Mỹ sẽ phải có giấy phép từ Bộ Thương mại để có thể xuất khẩu một số sản phẩm chip được sử dụng trong tính toán bằng trí thông minh nhân tạo tiên tiến và siêu máy tính, các công nghệ quan trọng trong các hệ thống vũ khí hiện đại. Mỹ trước đây đã yêu cầu giấy phép đối với việc xuất khẩu nhiều công nghệ tiên tiến cho các công ty Trung Quốc, được cho là hoạt động đi ngược với lợi ích an ninh quốc gia Mỹ. Các hạn chế mới nhất của Mỹ mở rộng tới các hoạt động xuất khẩu chip hiện đại và thiết bị quan trọng mà không thể mua được ở nơi khác. Các quy định mới cũng cho phép Mỹ ngăn cản việc xuất khẩu chip được sản xuất ở nước ngoài bằng công nghệ Mỹ. Đại sứ quán Trung Quốc ở thủ đô Washington đã chỉ trích các quy định mới của Mỹ và cho rằng điều này nhằm cản trở các nền kinh tế mới nổi và đang phát triển như Trung Quốc. Bộ Thương mại Mỹ cùng ngày đã bổ sung 31 công ty Mỹ vào danh sách đáng lo ngại trước khi cân nhắc liệt các công ty này vào danh sách đen hạn chế xuất khẩu. Ngày 7 tháng 10, các nhà lãnh đạo các quốc gia thành viên Liên minh châu Âu EU đã tham dự hội nghị thượng đỉnh không chính thức tại lâu đài Praha, Cộng hòa Séc để tìm kiếm các biện pháp giải quyết khủng hoảng về năng lượng và kinh tế của Liên minh châu Âu. Phát biểu tại hội nghị, Thủ tướng Cộng hòa Séc Peter Fiala cho biết các quốc gia có mặt ở đây để cùng thảo luận về các biện pháp giảm giá năng lượng, nghiên cứu đề xuất tách giá khí đốt khỏi giá điện, cũng như triển khai các quỹ dự trữ để hỗ trợ cho các quốc gia. Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen nhấn mạnh tỷ lệ khí đốt của Nga nhập khẩu vào EU hiện tại vào khoảng 7,5%, trong khi trước đây là ở mức 40%. Điều này cho thấy những nỗ lực vượt bậc của toàn khối trong việc giảm sự phụ thuộc năng lượng vào Nga. Trong bối cảnh cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt, khủng hoảng năng lượng đang gây ảnh hưởng nặng nề đến người dân và doanh nghiệp châu Âu. Các nhà lãnh đạo Liên minh châu Âu đã có cuộc thảo luận khá cởi mở để tìm kiếm các giải pháp chung về giới hạn giá khí đốt khi mùa đông đang tới gần. Biện pháp này được đánh giá là một trong những ưu tiên của khối để ngăn chặn cuộc khủng hoảng năng lượng ở châu Âu đang ngày càng trở nên nghiêm trọng hơn khi các nền kinh tế đang rơi vào suy thoái nặng nề trước mùa đông tới. Hiện tại thì một sự đột phá về giới hạn giá được thống nhất giữa các quốc gia là điều khó có thể xảy ra. Tuy nhiên thì theo dự kiến các bộ trưởng năng lượng EU sẽ gặp nhau vào tuần tới và có thể sẽ đạt được một số các đồng thuận trước khi các nhà lãnh đạo gặp nhau tại Bruxelles vào hội nghị ngày 20-21 tháng 10 tới. Bộ Nội vụ Thái Lan hôm qua đã triệu tập một cuộc họp khẩn cấp để tìm biện pháp giải quyết vấn đề lạm dụng ma túy và sở hữu súng ở Thái Lan sau khi xảy ra vụ xả súng tại một nhà trẻ ở tỉnh Nong Bua Lam Phu khiến hàng chục trẻ em thiệt mạng. Cuộc họp nhằm đưa ra các biện pháp hiệu quả để ngăn chặn và trấn áp việc lạm dụng ma túy và cung cấp các phương tiện phục hồi chức năng cho người nghiện. Các đại biểu cũng xem xét điều kiện cần thiết để cấp giấy phép sở hữu súng. Bên cạnh đó, cân nhắc các biện pháp nhằm tăng cường an ninh, an toàn cho trẻ em bằng việc tiến hành kiểm tra thường xuyên các thiết bị ở sân chơi, lắp đặt thêm camera an ninh và kiểm soát khách ra vào các cơ sở dạy trẻ và trường học chặt chẽ hơn. Cuộc họp cũng đưa ra hướng dẫn về việc bồi thường cho các gia đình nạn nhân và những người bị ảnh hưởng bởi vụ xả súng. Chuyển sang những thông tin thời tiết. Thưa quý vị và các bạn, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia đã phát đi cảnh báo mưa lớn ở khu vực Bắc Bộ và Trung Bộ trong 24 giờ tới. Theo đó, mưa lớn ở khu vực Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi có khả năng kéo dài đến ngày 11 tháng 10. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh, nguy cơ xảy ra lũ quét và sạt lở đất tại các tỉnh vùng núi và ngập úng tại các khu vực trũng thấp. Sau đây là thông tin dự báo chi tiết. Dự báo thời tiết chiều và đêm mùng 8 tháng 10 năm 2022. Phía Đông Bắc Bộ, nhiều mây có mưa rào và dông rải rác, nhiệt độ từ 22 tới 30 độ, có nơi trên 30 độ. Phía Tây Bắc Bộ, có mây có mưa rào và dông vài nơi, gió nhẹ, nhiệt độ từ 22 tới 32 độ. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, nhiều mây có mưa rào và dông rải rác, nhiệt độ từ 22 tới 30 độ. Các tỉnh từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, có mây, có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ từ 23 tới 33 độ. Khu vực Tây Nguyên, có mây, có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ từ 19 tới 31 độ. Khu vực Nam Bộ, nhiều mây, có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa to, nhiệt độ từ 23 tới 31 độ. Thành phố Hồ Chí Minh, nhiều mây không mưa, nhiệt độ từ 25 tới 31 độ. Thủ đô Hà Nội, nhiều mây có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa to, nhiệt độ từ 23 tới 30 độ, có nơi trên 30 độ. Sáng nay, Sở Văn hóa Thể thao Hà Nội
phối hợp với khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch trưng bày triển lãm ảnh, sách nói về thân thế, sự nghiệp của Người và những tình cảm đặc biệt của Bác dành cho Đảng bộ và nhân dân thủ đô. Với hơn 150 hình ảnh tư liệu quý, triển lãm tập trung giới thiệu hai nội dung chính gồm Chủ tịch Hồ Chí Minh với thủ đô Hà Nội và di tích lưu niệm và tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh ở Việt Nam và trên thế giới. Nội dung trưng bày những tư liệu quý của Chủ tịch Hồ Chí Minh với Hà Nội là những bức ảnh được chụp trong những chuyến công tác của Bác tới các huyện, các xã ngoại thành của Hà Nội hay tới những lớp học bổ túc văn hóa, thăm các mô hình sản xuất nổi bật của Hà Nội. Đặc biệt, nhiều chuyến thăm tới Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thủ đô cho tới những cuộc gặp với các cụ bố lão. Từ Tết Ất Mùi năm 1955 trở đi, gần như năm nào Người cũng đi chúc Tết Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Hà Nội. Hàng tháng, ít nhất một lần, Chủ tịch Hồ Chí Minh dành thời gian nghe các đồng chí lãnh đạo của Hà Nội báo cáo tình hình và thường xuyên đi thăm các xí nghiệp, trường học, bệnh viện, xóm làng ngoại thành. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đi xa, song tấm lòng, tình cảm, lời dặn dò tâm huyết và những chỉ dẫn của Người đã trở thành nguồn sức mạnh tinh thần to lớn đối với Đảng bộ và nhân dân thủ đô trong công cuộc xây dựng, bảo vệ thủ đô trong kháng chiến, vừa xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc, vừa tiến hành cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, đấu tranh giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Những tư liệu quý, những lời căn dặn của Bác vẫn còn nguyên giá trị cho đến ngày nay. Đó cũng là ánh sáng soi đường, cổ vũ, động viên cán bộ và nhân dân thủ đô tiếp tục công cuộc xây dựng một Hà Nội xứng đáng là trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa của đất nước Việt Nam, đổi mới và hội nhập, luôn là niềm tin yêu, hy vọng của nhân dân cả nước. Triển lãm được tổ chức trong suốt dịp kỷ niệm mùng 10 tháng 10 tại Tràng Tiền, Hà Nội. Cục Mỹ thuật Nhiếp ảnh và Triển lãm, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch phối hợp với Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam đã tổ chức trao giải thưởng cuộc thi và triển lãm ảnh nghệ thuật Việt Nam năm 2022. 29 tác phẩm xuất sắc được trao giải và hàng trăm tác phẩm tiêu biểu đang được trưng bày tại triển lãm. Cuộc thi ảnh nghệ thuật Việt Nam là sự kiện quan trọng của giới nhiếp ảnh cả nước, tập hợp lực lượng sáng tác trong cả nước, tổng kết và đánh giá các thành quả lao động sáng tạo nghệ thuật của nhiếp ảnh Việt Nam, giới thiệu đến công chúng trong nước và quốc tế các tác phẩm nhiếp ảnh nghệ thuật xuất sắc của các nghệ sĩ nhiếp ảnh Việt Nam. Sau hơn 3 tháng phát động, ban tổ chức đã nhận được 16.395 tác phẩm của 1.502 tác giả từ 63 tỉnh thành phố trong cả nước gửi về tham dự. Hội đồng nghệ thuật do Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch thành lập đã chọn ra 29 tác phẩm xuất sắc nhất để trao giải thưởng, gồm 26 giải thưởng thể loại ảnh hiện thực và 3 giải thưởng thể loại ảnh ý tưởng. Huy chương vàng duy nhất của cuộc thi được trao cho bộ ảnh Cầu Thủ Thiêm Điểm Nhấn Mới của tác giả Lê Quang Thiện ở Đà Nẵng. Ban tổ chức cũng trao 4 huy chương bạc, 8 huy chương đồng và 16 giải khuyến khích cho các tác phẩm xuất sắc. Hội đồng nghệ thuật đã chọn ra 250 tác phẩm, trong đó có 232 tác phẩm thể loại ảnh hiện thực và 18 tác phẩm thể loại ảnh ý tưởng để trưng bày tại triển lãm. Triển lãm ảnh nghệ thuật Việt Nam 2022 được tổ chức tại nhà triển lãm số 2 Hoa Lư, thành phố Hà Nội đến hết ngày 16 tháng 10, sau đó sẽ được trưng bày tiếp tại thành phố Hồ Chí Minh. Mới đây tại Hà Nội đã diễn ra show diễn thời trang Thiên đường giấc mơ 3. Một lần nữa, khán giả hâm mộ thời trang được chiêm ngưỡng những phần trình diễn đặc sắc đến từ những người đẹp, các hoa hậu, á hậu và các siêu mẫu nhí. Quy tụ những cái tên đình đám trong làng thời trang như siêu mẫu Võ Hoàng Yến, Hoa hậu Hoàn Vũ Việt Nam 2022 Nguyễn Thị Ngọc Châu cùng nhiều người mẫu nhí tài năng. Đêm diễn Thiên đường giấc mơ 3 để lại nhiều ấn tượng tốt đẹp với công chúng yêu thời trang, đặc biệt là các thiết kế pha trộn nét cổ điển lẫn sang trọng của nhà thiết kế Châu Loan. Sải bước trên sàn catwalk cùng những người mẫu nổi tiếng của Việt Nam cũng là cơ hội tuyệt vời để các mẫu nhí học tập và nuôi dưỡng giấc mơ. Bên cạnh những màn trình diễn nghệ thuật đặc sắc, ban tổ chức cũng hướng về các em nhỏ vùng cao có hoàn cảnh khó khăn bằng hoạt động gây quỹ từ thiện từ doanh thu của Thiên đường giấc mơ 3. Đúng với ý nghĩa ban đầu mà chương trình đã đề ra khi thực hiện show diễn. Chuyển sang những thông tin đáng chú ý khác. Thưa quý vị, thời gian qua, số ca bệnh và số ổ dịch sốt xuất huyết trên địa bàn tỉnh liên tục tăng nhanh. Trong đó có một số ổ dịch diễn biến phức tạp. Hiện tỉnh Ninh Bình tích cực triển khai các biện pháp phòng chống để dịch không bùng phát ra diện rộng. Tại tỉnh Ninh Bình, dịch sốt xuất huyết xuất hiện từ đầu tháng 6 cho đến nay với 45 ổ dịch và trên 168 ca bệnh được ghi nhận điều trị tại cơ sở y tế. Số ổ dịch đã tăng lên nhanh chóng trong tháng 9 với 103 trường hợp. Hầu hết ở các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh đều ghi nhận ổ dịch. Số xã ghi nhận các trường hợp mắc sốt xuất huyết
đã tăng lên 61 xã. Trước diễn biến phức tạp của dịch sốt xuất huyết, ngành y tế tỉnh Ninh Bình cung cấp 5.000 tờ rơi cho các huyện, thành phố phục vụ công tác truyền thông, cung cấp 50 lít hóa chất diệt muỗi, 15 kg hóa chất diệt bọ gậy cho các huyện, thành phố để xử lý các ổ dịch sốt xuất huyết. Tối mùng 7 tháng 10, Liên Bộ Công Thương Tài chính đã thống nhất sẽ điều chỉnh tăng mức chi phí vận chuyển xăng dầu từ nhà máy về cảng và mức premium trong nước, các chi phí trong kinh doanh xăng dầu trong giá cơ sở mặt hàng xăng dầu vào kỳ điều hành giá xăng dầu ngày 11 tháng 10 tới. Việc tăng chi phí vận chuyển này nhằm đảm bảo phản ánh đúng mức chi phí phát sinh thực tế của doanh nghiệp, giúp các doanh nghiệp tăng mức chiết khấu trong hệ thống phân phối xăng dầu, giảm thiểu mức tác động vào giá xăng dầu và việc kiểm soát lạm phát của chính phủ. Bộ Tài chính cũng đề nghị Bộ Công Thương có phương án điều hành giá xăng dầu trong nước phù hợp, xem xét giảm mức trích lập và kết hợp sử dụng quỹ bình ổn giá xăng dầu để việc tăng chi phí định mức này không tác động làm tăng giá cơ sở tại kỳ điều hành. Theo ghi nhận của phóng viên, vào ngày hôm qua 7 tháng 10, trên địa bàn huyện Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp, nhiều cửa hàng bán lẻ xăng dầu đã đóng cửa, tạm ngừng hoạt động hoặc hoạt động cầm chừng, treo biển hết xăng và chỉ còn bán dầu. Theo một số chủ cửa hàng, nguyên nhân là do mức chiết khấu thấp, kinh doanh thua lỗ nên phải tạm ngừng hoạt động. Đại diện một số cửa hàng bán lẻ xăng dầu cho biết, họ hợp tác với doanh nghiệp đầu mối xăng dầu theo hình thức thanh toán ngay khi giao nhận hàng. Nhiều tháng qua, mức chiết khấu hoa hồng bán lẻ thường xuyên ở mức từ 0 đến 100 đồng một lít. Trong khi đó, mỗi lít xăng dầu mà cửa hàng bán ra có chi phí thuê lao động, điện, nước là 400 đồng. Kinh doanh thua lỗ còn phải trả lãi suất ngân hàng, nên giai đoạn này việc kinh doanh gặp rất nhiều khó khăn. Toàn tỉnh Đồng Tháp có trên 500 trạm và cửa hàng bán lẻ xăng dầu. Hiện đã có hơn 20 cửa hàng xin ngừng hoạt động. Lãnh đạo Sở Công Thương tỉnh Đồng Tháp cho biết đã báo cáo với Ủy ban nhân dân tỉnh để kiến nghị Bộ Công Thương và Bộ Tài chính hỗ trợ cho doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu trong tình hình hiện nay. Thưa quý vị và các bạn, thời gian qua, Công an tỉnh Đắk Lắk đã đẩy mạnh công tác kiểm tra, xử lý nhằm đảm bảo an toàn phòng chống cháy nổ tại các điểm kinh doanh dịch vụ karaoke, bar, vũ trường. Qua kiểm tra, Công an đã phát hiện lập biên bản xử phạt 68 cơ sở vi phạm, đặc biệt đã đình chỉ hoạt động một cơ sở. Gần một tháng qua, 15 đội chuyên ngành của Công an các huyện, thị xã, thành phố của tỉnh Đắk Lắk đã đồng loạt ra quân kiểm tra công tác đảm bảo an toàn phòng chống cháy nổ tại các điểm kinh doanh karaoke, quán bar và vũ trường trên địa bàn. Các hạng mục kiểm tra bao gồm giấy phép kinh doanh, về lắp đặt các thiết bị phòng cháy chữa cháy, hệ thống điện, lối thoát hiểm. Tại thành phố Buôn Ma Thuột, đội công tác đã kiểm tra, phát hiện quán karaoke Friend có những vi phạm cần phải khắc phục ngay. Qua đợt kiểm tra vừa rồi thì bên công an phòng cháy cháy cũng có chỉ ra một vài thiếu sót, đó là về bảng hướng dẫn lối thoát nạn của quán thì cũng chưa đạt chuẩn, vào vấn đề mà dây điện của tất cả các tầng. Và sau khi mà được sự nhắc nhở của công an phòng cháy cháy thì quán chúng tôi sẽ khắc phục những cái vấn đề thiếu sót, qua đó để đảm bảo cho tính mạng của toàn bộ cán bộ nhân viên cũng như là toàn bộ hành khách đến tham gia dịch vụ giải trí. Toàn tỉnh Đắk Lắk hiện có trên 200 cơ sở kinh doanh karaoke và 5 quán bar, vũ trường thuộc diện quản lý nhà nước về phòng cháy chữa cháy. Trong đợt kiểm tra này, lực lượng công an đã phát hiện 68 cơ sở vi phạm, ra quyết định xử phạt tổng số tiền trên 200 triệu đồng, tạm đình chỉ hoạt động một cơ sở. Đồng thời, yêu cầu chủ các cơ sở kinh doanh loại hình này khẩn trương khắc phục ngay các vi phạm. Qua công tác kiểm tra an toàn về phòng cháy cháy đối với các cơ sở kinh doanh karaoke, quán bar, vũ trường thì chúng tôi nhận thấy còn nhiều cơ sở chưa thực hiện đúng và đầy đủ các quy định an toàn về phòng cháy cháy. Ví dụ như về hệ thống điện, lối thoát nạn, các trang thiết bị phương tiện phòng cháy cháy tại cơ sở chưa đảm bảo yêu cầu về phòng cháy chữa cháy. Qua công tác kiểm tra thì lực lượng cảnh sát phòng cháy cháy và cứu nạn cứu hộ công an tỉnh Đắk Lắk cũng đã phát hiện và xử lý 68 trường hợp với tổng số tiền là 205,1 triệu đồng và chúng tôi cũng đã ra quyết định tạm đình chỉ đối với một trường hợp vi phạm nghiêm trọng quy định về an toàn phòng cháy cháy. Cùng với công tác kiểm tra, dịp này, Công an tỉnh Đắk Lắk cũng tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ tại chỗ cho chủ cơ sở, nhân viên phục vụ tại các điểm kinh doanh dịch vụ karaoke, quán bar, vũ trường để phòng ngừa, giảm thiểu thiệt hại nếu sự cố hỏa hoạn có thể xảy ra. Tiếp theo chương trình là những thông tin quốc tế đáng chú ý. Mỹ vừa công bố các hạn chế mới đối với xuất khẩu chip bán dẫn và các thiết bị sản xuất chip sang Trung Quốc, động thái nhằm ngăn Trung Quốc sử dụng công nghệ Mỹ để gia tăng sức mạnh quân sự của mình.
Theo các quy định mới, các công ty sản xuất chip của Mỹ sẽ phải có giấy phép từ Bộ Thương mại để có thể xuất khẩu một số sản phẩm chip được sử dụng trong tính toán bằng trí thông minh nhân tạo tiên tiến và siêu máy tính, các công nghệ quan trọng trong các hệ thống vũ khí hiện đại. Mỹ trước đây đã yêu cầu giấy phép đối với việc xuất khẩu nhiều công nghệ tiên tiến cho các công ty Trung Quốc, được cho là hoạt động đi ngược với lợi ích an ninh quốc gia Mỹ. Các hạn chế mới nhất của Mỹ mở rộng tới các hoạt động xuất khẩu chip hiện đại và thiết bị quan trọng mà không thể mua được ở nơi khác. Các quy định mới cũng cho phép Mỹ ngăn cản việc xuất khẩu chip được sản xuất ở nước ngoài bằng công nghệ Mỹ. Đại sứ quán Trung Quốc ở thủ đô Washington đã chỉ trích các quy định mới của Mỹ và cho rằng điều này nhằm cản trở các nền kinh tế mới nổi và đang phát triển như Trung Quốc. Bộ Thương mại Mỹ cùng ngày đã bổ sung 31 công ty Mỹ vào danh sách đáng lo ngại trước khi cân nhắc liệt các công ty này vào danh sách đen hạn chế xuất khẩu. Ngày 7 tháng 10, các nhà lãnh đạo các quốc gia thành viên Liên minh châu Âu-EU đã tham dự hội nghị thượng đỉnh không chính thức tại lâu đài Praha, Cộng hòa Séc để tìm kiếm các biện pháp giải quyết khủng hoảng về năng lượng và kinh tế của Liên minh châu Âu. Phát biểu tại hội nghị, Thủ tướng Cộng hòa Séc Petr Fiala cho biết các quốc gia có mặt ở đây để cùng thảo luận về các biện pháp giảm giá năng lượng, nghiên cứu đề xuất tách giá khí đốt khỏi giá điện, cũng như triển khai các quỹ dự trữ để hỗ trợ cho các quốc gia. Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen nhấn mạnh tỷ lệ khí đốt của Nga nhập khẩu vào EU hiện tại vào khoảng 7,5%, trong khi trước đây là ở mức 40%. Điều này cho thấy những nỗ lực vượt bậc của toàn khối trong việc giảm sự phụ thuộc năng lượng vào Nga. Trong bối cảnh cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt, khủng hoảng năng lượng đang gây ảnh hưởng nặng nề đến người dân và doanh nghiệp châu Âu. Các nhà lãnh đạo Liên minh châu Âu đã có cuộc thảo luận khá cởi mở để tìm kiếm các giải pháp chung về giới hạn giá khí đốt khi mùa đông đang tới gần. Biện pháp này được đánh giá là một trong những ưu tiên của khối để ngăn chặn cuộc khủng hoảng năng lượng ở châu Âu đang ngày càng trở nên nghiêm trọng hơn khi các nền kinh tế đang rơi vào suy thoái nặng nề trước mùa đông tới. Hiện tại thì một sự đột phá về giới hạn giá được thống nhất giữa các quốc gia là điều khó có thể xảy ra. Tuy nhiên thì theo dự kiến các bộ trưởng năng lượng EU sẽ gặp nhau vào tuần tới và có thể sẽ đạt được một số các đồng thuận trước khi các nhà lãnh đạo gặp nhau tại Bruxelles vào hội nghị ngày 20-21 tháng 10 tới. Bộ Nội vụ Thái Lan hôm qua đã triệu tập một cuộc họp khẩn cấp để tìm biện pháp giải quyết vấn đề lạm dụng ma túy và sở hữu súng ở Thái Lan sau khi xảy ra vụ xả súng tại một nhà trẻ ở tỉnh Nong Bua Lam Phu khiến hàng chục trẻ em thiệt mạng. Cuộc họp nhằm đưa ra các biện pháp hiệu quả để ngăn chặn và trấn áp việc lạm dụng ma túy và cung cấp các phương tiện phục hồi chức năng cho người nghiện. Các đại biểu cũng xem xét điều kiện cần thiết để cấp giấy phép sở hữu súng. Bên cạnh đó, cân nhắc các biện pháp nhằm tăng cường an ninh, an toàn cho trẻ em bằng việc tiến hành kiểm tra thường xuyên các thiết bị ở sân chơi, lắp đặt thêm camera an ninh và kiểm soát khách ra vào các cơ sở dạy trẻ và trường học chặt chẽ hơn. Cuộc họp cũng đưa ra hướng dẫn về việc bồi thường cho các gia đình nạn nhân và những người bị ảnh hưởng bởi vụ xả súng.